Từ trước tới nay á, mình từng cho các bạn coi về rất nhiều những con đồng hồ của KSLAC rồi, KR, KS, rồi K11. Và bây giờ mình đang có con có thể xem là cao cấp nhất của họ. Tính đến thời điểm này, đây là KSLAC KS Pro. Cái điểm mà mình thích ở con đồng hồ này á, đó là nó kết hợp được giữa thiết kế đẹp nè, màn hình to, sáng, cộng với lại thời gian dùng pin. Bây giờ KSLAC họ đã cải tiến trên con KS Pro này rất nhiều, và bây giờ nó đã sẵn sàng để đi chinh chiến cả về thời gian dùng pin với những con đối thủ khác trong cùng phân khúc. Bây giờ mời các bạn coi video để biết coi là con đồng hồ nghe gọi trực tiếp này nó có những cái điểm gì hay. Rồi bây giờ thì xem video nào. Khi mà mình lần đầu tiên mình cầm con Kia Slack KS Pro này lên á, thì cái điểm mà mình ấn tượng nhất á, thứ nhất là về màn hình và thứ hai là về thiết kế. Mình nói về màn hình trước nha, thì đây là một cái màn hình 2,01 inch, một màn hình rất to nha. So với lại những cái con đồng hồ khác ở trong cùng cái phân khúc của nó đó, thì thường là cái màn hình nó sẽ không được to như vậy đâu, hoặc là cái viền nó sẽ dày hơn. Chưa kể là độ phân giải của nó rất cao, cho nên nhìn vào á, mịn nè, đẹp nè. Đây cũng là cái đặc trưng của những cái dòng Kia Slack ha, họ thường trang bị những cái màn hình rất tốt cho nó. Và độ sáng của màn hình này cũng cao nữa. Khi mà mình đã test đi giữa trời Sài Gòn 12 giờ trưa, mình cũng không gặp bất kỳ vấn đề gì hết. Màu sắc cũng ổn. Và đây là một cái màn hình AMOLED nha các bạn. Và bởi vì là màn hình AMOLED á, cho nên là cái độ đen của nó rất là sâu, màu sắc hiển thị tốt. Còn về mặt thiết kế á, thì khi mà mình nhìn vào á, mình có cảm giác là nó có một số đường nét hơi giống như là con Apple Watch Ultra. Tất nhiên về mặt chất liệu hay là cách hoàn thiện thì không thể nào bằng Apple Watch Ultra được, con kia mắc hơn mấy chục lần lận. Nhưng mà mình nhìn vào cái cách mà Kia Slack họ làm cái nút cũng như là cái phần này nó hơi nổi lên, nó hơi to lên á, thì nó gợi ý cho mình về một cái đồng hồ nhìn mạnh mẽ hơn, nam tính hơn. Và mình thấy nó cũng là một cái điểm nhấn trên một cái con đồng hồ Kia Slack như thế này. Trước đây mình từng cho các bạn coi con Kia Slack KR Pro á, thì có con đó nó cũng có hai cái nút nằm ở cạnh bên, nhưng mà nó không có được thiết kế một cái phần nổi lên như là con KS Pro. Mình thấy con KS Pro này thậm chí còn đẹp hơn. Rồi, chưa hết nha, cái phần tiếp giáp giữa cái đồng hồ và cái lớp kính á, nó cũng được bò nhẹ xuống nè. Cho nên nếu như mà các bạn có cần những cái thao tác vuốt á, thì khi mà các bạn vuốt ra tới viền á, nó cũng sẽ mượt hơn. Trong quá trình mà mình trải nghiệm cái đồng hồ này á, thì mình thấy là cái giao diện của nó cũng tương tự như là những con Kia Slack khác trước đây, nhưng mà nó mượt hơn một chút xíu trong quá trình mà mình thao tác, trong quá trình mà mình vuốt, trong quá trình mà mình chạm, hay là khi mà mình kích hoạt, mình chạy một cái app lên á, mình cũng có cảm giác là nó nhanh hơn so với những con như là KR Pro. Và dành cho bạn nào chưa biết á, thì cái hệ điều hành mà chạy bên trong của con đồng hồ này á, nó gọi là Kia Slack OS ha. Nó hỗ trợ tới 100 những môn thể thao khác nhau. Các cái môn như là đi bộ, chạy bộ, đạp xe là đương nhiên có đầy đủ hết rồi. Tại vì đó là một cái tiêu chuẩn mà bất kỳ một con smartwatch nào bây giờ cũng có, chứ không riêng gì con KS Pro này. Ngoài ra tất cả những cái tính năng tracking về sức khỏe cơ bản, ví dụ ha, cảm biến nhịp tim nè, đo nồng độ SpO2 trong máu nè, đo nhịp thở, đo giấc ngủ, thì đương nhiên tất cả những cái con smartwatch bây giờ nó cũng có đầy đủ luôn. Và trên con KS Pro này nó không có thiếu thứ gì hết. Chỉ có duy nhất một cái tính năng mà nó không có, đó là nó không có tracking khi bơi. Tại vì bản chất con này là chỉ có chống nước theo chuẩn IP68 thôi nha. Nó không có kháng nước theo ví dụ 5 ATM các thứ. Cho nên nếu như mà các bạn đi mương, các bạn rửa tay dính nước vào không sao hết. Nhưng mà nếu các bạn đem nó xuống hồ bơi thì không được, cho nên nhớ lưu ý phần này. Và thật ra khi mà mình kích hoạt cái menu chọn lựa các bộ môn thể thao thì nó cũng sẽ không có môn bơi cho các bạn lựa chọn. Và giống với lại rất nhiều những con đồng hồ Kia Slack khác, con đồng hồ này cũng có thể nghe gọi trực tiếp ngay từ đồng hồ luôn. Alo, bộ nghe không bộ? Alo, nghe rõ mà đúng không? Ngon lành đúng không? Dạ nghe, dạ nghe. Ok. Rồi, xong bây giờ bộ gọi bằng Zalo với lại sau đó là Messenger giùm anh nha. Các bạn sẽ pair nó với cái điện thoại của mình, thì lúc đó nó bản chất giống như là một cái tai nghe Bluetooth vậy đó. Các bạn có thể nghe gọi trực tiếp, các bạn có thể nhận được cuộc gọi hoặc là từ chối cuộc gọi ngay từ đồng hồ. Ủa, cái cơm tấm là nãy người ta giao tới hả bộ? Dạ rồi. Ok, đói quá. Chuẩn bị qua ăn. Ok. Về loa, về âm thanh của con Kia Slack KS Pro á, thì nó vừa đủ dùng ở trong nhà thôi. Mình chưa thấy bất kỳ một con smartwatch nào, kể cả những con Apple Watch hay là con Apple Watch Ultra của mình, đi ra ngoài đường mà có thể nghe gọi một cách dễ dàng, đặc biệt là các bạn đang ở ngoài đường mà đi xe máy ha. Còn khi mà các bạn đã vào trong nhà thì nghe gọi trực tiếp, ok. Hồi nãy quên nói với các bạn là nếu các bạn muốn gọi điện trực tiếp từ đồng hồ, tức là có cái danh bạ đó, thì các bạn sẽ phải xin thủ công từ cái app ha. Ở trên cái app của KOS á, các bạn sẽ chọn vào cái mục danh bạ và các bạn chọn những số mà mình thường hay gọi. Thì lúc đó những cái số điện thoại mà các bạn đã xin á, nó sẽ xuất hiện ở trên đồng hồ và các bạn có thể thực hiện cuộc gọi ngay từ trên đó luôn. Các bạn muốn gọi ai thì các bạn cứ bấm vào thôi. Rồi, tiếp theo mình muốn chia sẻ với các bạn về thời gian dùng pin thực tế của con Kia Slack KS Pro này.
Đây mới chính là cái điểm khác biệt lớn nhất của KS Pro so với lại tất cả những con đồng hồ Gear Select khác mà mình từng trải nghiệm luôn. Những con Gear Select trước đây á, ok, nó phối hợp được rất là nhiều những cái điểm cân bằng. Nó có thiết kế cũng ổn nè, hoặc là một số dòng thì có thiết kế đẹp, những cái dòng mà cao cấp của Gear Select thì có thiết kế đẹp ha. Rồi, màn hình rất ngon, có tính năng nghe gọi trực tiếp luôn, pair được với lại iPhone và Android luôn. Tuy nhiên á, một trong những cái nhược điểm mà lúc nào mình cũng nói với các bạn đó là thời gian dùng pin của nó chỉ được khoảng 2-3 ngày là cao. Tuy nhiên đối với lại con KS Pro này ha, thì mình có thể xài được nó lên tới 4-5 ngày. Đây là một cái điểm cải tiến mà mình thấy là rất tốt. Tại vì lúc đó nó sẽ ngang hàng với lại những con của ví dụ như là của Redmi nè. Thậm chí những con giá rẻ của Amazfit, bây giờ KS Pro cũng đã có thể tự tin cạnh tranh, đặc biệt là về thời gian dùng pin. Và đương nhiên ở phía người dùng chúng ta thì các bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn khi mà các bạn xài một cái đồng hồ 4-5 ngày các bạn phải sạc. Mình test thực tế là trong đó có 2 ngày cuối tuần là mình phải đeo và đi ra ngoài đường rất nhiều, nhận thông báo, nhận tin nhắn này nọ rất nhiều ở trên đồng hồ. Thì đó là một cái điểm mà mình rất thích ở trên con KS Pro này, và mình hy vọng là trong những cái dòng đồng hồ sắp tới, Gear Select họ tiếp tục duy trì được cái thế mạnh này. Thì lúc đó những con đồng hồ của Gear Select sẽ lại càng dễ cạnh tranh hơn ở cái phân khúc đồng hồ giá rất là hợp lý. Về dây đeo thì giống với lại những con trước đây ha. Con Gear Select KS Pro này cũng có hai loại dây đeo cho các bạn. Một là cái loại dây đeo hít 500 như thế này. Và hai là cái loại dây đeo silicon giống như truyền thống, đi kèm là có hai dây luôn. Các bạn thích dây nào thì các bạn lựa dây đó. Với cái mức giá là 1.890.000 á, và khi mà các bạn mua thời gian đầu thì có thể sẽ còn được giảm thêm ưu đãi khuyến mãi này nọ nữa, thì mình thấy là con Gear Select KS Pro là một lựa chọn cực kỳ hợp lý. Và so với lại những đối thủ khác ở cùng phân khúc, có thể đến từ Redmi, có thể đến từ Amazfit á, thì giá đã rẻ hơn rồi, nhưng mà về mặt phần cứng thì cũng tốt hơn nữa. Thì đây là một cái đồng hồ mà mình sẵn sàng recommend cho các bạn nếu như các bạn có ngân sách khoảng từ 2 triệu đổ xuống và muốn có một cái đồng hồ thông minh để sử dụng. Đây có thể là con smartwatch đầu tiên của các bạn. Đây có thể là một con smartwatch mà các bạn nâng cấp từ những cái con ví như chỉ vài trăm ngàn lên. Thì lúc đó các bạn sẽ có được những cái trải nghiệm nó tốt hơn, mượt mà hơn. Màn hình rất ngon, thiết kế thì đẹp. Và quan trọng là thời gian dùng pin bây giờ đã thoải mái. Để các bạn có thể xài được 4-5 ngày mới cần phải sạc lại, hay thậm chí là lâu hơn ha. À quên mất, thêm một cái nữa là trong quá trình mình xài con này thì mình sẽ tắt cái Always On Display của nó đi. Tại vì tính năng đó thứ nhất là làm hao pin và thứ hai là thật ra không cần thiết. Tại vì khi mà mình đưa cái đồng hồ lên thì nó rất là nhạy, nó hiện cái màn hình ngay lập tức rồi. Cho nên là cũng không cần phải bật cái tính năng Always On Display làm gì. Trước đây những con rẻ rẻ của Gear Select kiểu như KR và K11 thì đúng là cái việc đưa cổ tay lên nó bị chậm, cho nên bật Always On Display lên là hợp lý. Nhưng con này thì không cần nữa ha. Gear Select KS Pro nó sẽ chuẩn bị được mở bán khuyến mãi đặc biệt vào ngày 25 tháng 8 tại các cửa hàng điện tử, ví dụ như là Sephones, Hàng Hoàng Mobile, hoặc là các bạn có thể mua online tại Shopee Mall cũng được nha. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video sau. Bye bye!